Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh 66 TV của mình nha. Bây giờ khoảng 12 giờ đêm rồi cả nhà. Đây là xuồng của em Đạt. Hôm nay hai anh em mình mời cả nhà ra sông tiền chiến đấu với anh em mình nha. Đây là em Đạt miền Tây nè mọi người. Hello cả nhà. Bây giờ anh em mình là ngồi đợi cái nước cuốn cuốn lưới. Đi chưa Đạt? Đây. Đi luôn ha. Đây. Đi cuốn tay lưới cá sát cả nhà. Đúng. Bữa nào cũng vậy chứ. Có mình ngoài này đã chạy ra. Đi ngủ đi con. Đi. Đi. Đi nhà đi. Mình với đại có ngoài này chứ nó nghe đã chạy ra. Đi nhà đi con. Đi. Quá tiền lục bình rồi. Trời ơi. Được thấy phao chưa? Nè. Bình quá, lục bình. Chị mà thấy cũng hay ha. Có gài định vị không? Định vị. Cái phao lưới mình nó bị nguyên đám lục bình nó che. Không biết cái gió nó tấp qua đây quá chừng. Bắt đầu thăm lưới cả nhà ơi. Lên lưới, lên lưới. Đi dồn lên luôn. Bình nó lôi xong rồi dồn lên luôn. Trò. Tôi góc chứ. Góc trò hả? Góc trò. Bằng kilo. Trời ơi. Lúa phân với góc trò khủng khiếp. Tưởng còn cá cóc không à. Ừ thì anh nhìn cái mỏ anh nói cá cóc đó. Chính con cá học trò cả nhà ơi. Những cá học trò khổng lồ. Con này còn sống là cho nó vô đục luôn đi. Mà ký trên ký rồi nè. Nghi mấy nó nặng lắm. Học trò thấy vậy cái bản nó tròn quay ra nó nặng. Cứ đục ra. Hai chương con cá học trò. Mà đục lấy hên nè. Đó, còn cá sát. Ôi, cầm nó nặng quá nè coi. Cầm cái học trò nặng chịch luôn đó nè, nặng y luôn á. Tại nhìn cá cóc không à. Thấy cái mỏ lú lên là cá cóc. Ờ con cá cóc mà cái mỏ cỡ đó là cũng ngon rồi đó. Đúng không? Ừ. Phần đầu cỡ đó là con cá cóc cũng ký mấy. Dứt con cá ốc ký mấy là ngon rồi. Ừ, này cũng gắt hết rồi. Đứng gắt nhiều không? Gắt nhiều rồi, lâu rồi. Đó, cái thanh kỳ. Có cái có tiền rồi đó Đạt. Từ từ. Để cái xác ở đây hả? Lỡ rồi đợi con đó luôn anh cho vô đục luôn.
nay ông mưa quá chừng mà giờ này cuốn lưới ông tạm rồi đỡ quá. Cậy cũng được. Mưa quá trời mưa. Cho nó vô cái xô này. Cái này là cái môi đồ tắt nước. Bây giờ. Rồi, chú đục, chú đục. Cáo trò. Ê gì nữa? Út. Dạ, lên nãy giờ lên mỗi thứ một con người ta. Thằng trò được hai con. Bự con nhỏ. À quên rồi, để ngoài. Là hư dữ nữa nè. Cái này nước trong có ổng lại vậy. Bự ha. Không mà có bự bự đó ăn cũng ngon. Cái ốc này có nhiều ai xiên lòng khô. Hai con luôn kìa. Hai con làm khô được rồi đó. Số nhiều. Ở đó có học tiếng Anh không? Hai có ếch là số nhiều rồi. Mình được con cá út nữa nè cả nhà ơi. Đây là con cá út nước ngọt. Cá út sông Tiền. Con này gì cũng là bự rồi đó cả nhà. Cá út dùng mình không có bự, nhiêu đây là lớn rồi, không có bự nữa. Cái loại của nó. Ừ. Cá út dùng dùng nước lợ nữa, dùng nước mặn á. Còn ký chứ mấy. Ừ, mấy bự con. Cá sủ luôn nè. Nó hướng còn thiệt. Bữa nay dính đủ mặt cá trên cái bộ đạt. Bộ đạt dân ta lưới 4 phân dính đủ mặt cá trên ta. Sủ này đủ chưa? Yếu xìu. Rồi nè, bỏ vô đục coi nó tỉnh không. Để đục chứ. Để review cả nhà coi con cá sủ. Đây là con cá sủ nhi. Cái lội gì ngộ dính cái nó lội cái bao tử ra cái là rồi à, nó không có chìm vô. Đây là con sủ nhi ra nha. Con cá sủ nhỏ kêu sủ nhi. Ok ok. Hồ cốt dữ ta. Hàng gì hôm qua em văng mồi tép gông. Phá mồi em quá. Cá út phá mồi hả? Văng mồi tép gông mà cút nó không phá là văng ngon lắm. Ngon hơn mồi tôm nữa đó. Thì cho nó nhảy cá lắm. Mắt của mắt dây bì à. Đó, cốt nữa, rồi luôn. Rồi luôn. Cốt nhóc chà. Ôi. Cốt lên là gầu. Những cái nước ngoài mà gầu. Bắt cá nước ngoài. Chiều đi mấy giờ đây? Chiều hết mưa hôm đi. Hết đám mưa đầu. Chiều qua sớm đó. Chức cũng anh ra luôn rồi.
sớm rồi, nãy 9 giờ mấy rồi, giờ mới nha, từ 1 giờ mới nha. Út nữa hả này? Út nữa. Còn út dưới nữa rồi, tim lên dữ rồi. Đó, cá sát. Đâu hồi nãy giờ mới thấy được con cá sát. Hai con rồi chứ. Con thì con đó chúng ta nãy giờ mới thấy được con nữa. Đúng. Mình cá nó gắt. Học trò nữa hả? Trò tiếp. Cái này mà lấy trách thứ cái hưu xuống đi hả, câu trò dữ lắm nè. Cái này đi thấp dữ hay đại ha, cứ neo mà dính á. Nó đâu dính á chứ. Nổi chuyện gì lửng lửng cũng dính rồi nè. Ngon à. Tự nâu cái thu đi nổi cao mới dính cái học trò này chứ. Đâu cũng có nó chứ. Nó con à, cơ khóc ngon ơi. Làm trò này làm chả ngon rồi đấy. Ừ. Ngon hơn cá cày ha. Trò làm chả ngon hơn cá cày. Nó dai hơn. Ừ. Đã sát nữa. Đồng ngoài mình có đèn không? Không. Dân vợ, dân bạn nữa. À bao nhiêu rồi hả? Dạ, không có ha. Bè đây chứ không phải bè sao mày hết à. Trời lặn qua cũng có dính chứ. À. Gì kìa. Thôi vợ dính ít. Xanh kỳ. Con cá Úc kêu mà tưởng con cá sấu đực nó kêu không. Ừ. Nó thành kỳ mở chỗ lưới ngay chỗ cái miệng nó cho nó kêu rồi đó. Đâu mà vô kêu à. Đó. Nó dính lại cài rồi. Ờ, cái xác đó. Hôm qua nhiều không đạt? 3 kg. Cá sủ. Cái hả? Nhỏ 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 hả? Ừ. Nhỏ nhỏ nhóc chưa. Tép gông mà. Nếu mà không bị cá út với cá này cái kia phá ngồi là dân tép gông nó dính dữ lắm. Ừ. Dân xuống cái út không phá ngồi thôi dính cút qua dính cút nhóc chưa. Được mấy cái nhé? 2 con. Với em gặp anh đó tới giờ tới hết luôn hả? Hết luôn. Rồi qua văn bên đó cái ghé nhỏ nhỏ. Mình đang cuốn câu phải đã. Cái nhẹ hiệu rồi. Ừ. Cuốn nó phơi tới hôm trước đó, ngã sủ nó phình lên đã lắm. Cá út nó phá quá. Rồi dính được hào con cái này yêu ngu nữa. Được 2 con. Cái xác ngỏ dính dùng dùng cái này đâu tiêu chứ.
Cái này nó đi lên cá bè nó ớn hết. Chà không vậy ăn tránh dính nhanh nhiều. Cá bự chứ Đạt ha. Bự. Hai con này bự. Mấy con đầu dính nhỏ. Bự lên từ từ rồi đó. Rồi vậy hai người có lưới không ai dính con gì chứ hả? Không biết anh Liêm sao? Liêm không có con gì luôn hay vậy? Có hỏi không? Có. Còn cá gì trắng trắng mượn dưới ta? Có tim rồi Đại ơi, tim lên. Còn cá ốc trọ. Viên cốt. Ở dính cá sủ chứ. Nó học trò dưới thần. Cái này mình đóng lưới cá thu xuống thả ha. Dính được lắm mà. Thôi đi ba còn mua học trò làm giá không? Cái này dướng cho cá bè cá là lo chăm sóc cá không? Có gì anh Hồng anh thả đi. Con nào diện kêu mẹ ăn kiếm mối coi. Tới nước qua rồi quơ chừng hai lưới rồi. Về được rồi. Cá hồ trò lưới thả cái thu cái liền quịch 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 ha. Con ta nó bị sướt rồi. Gần hết lưới luôn. Xác à? Xác. Vì hôm qua cha cũng làm có chục ký. Dư hả? Bè tránh hả? Ừ, trên trên cường á. Trên cường chút. Chị xa dưới ta. Tại vì là không có thì chịu đi chứ sao. Làm chảy cũng không vậy cũng có lý. Ừ, như lắm. Ngoài chảnh dính cá nó không có khủng mà như dưới đây nha. Nó gò vậy đó. Nó gò giống bè sao mày cái gì? Không, ấy giờ mấy con bằng mấy con dính nãy vậy đó. Cũng có cá bự mà tới lại ít. Ít hơn như đây. Nhận cá nó dính nhiều. Rồi hết lưới luôn. Ăn ủi đừng con. Hai con hết lưới nó mới dính. Cuối lưới còn con cá mà. Cá nó nằm ngay đây. Dạ cái điểm mà tự phao đỏ phải không? Chưa. Tự phao đỏ dài ra mà không bủa giống như bữa hổm anh em mình trúng đó. Vừa tới hồi gần phao đỏ dính dữ rồi Đạt. Hổm bủa có đâu. Dạ. Yeah. Vậy là bữa đó có anh hên thấy không? Mấy con sai con bữa đâu có đúng không? Đi vậy. Đi rồi đi quá. Có anh tùng theo. Tự nhiên nay không bữa đó. Có anh mà không bữa rồi đó. Đi rồi. Đi biết đi luôn.
Nó ứ thì không có bỏ cho pha đầu. Này ít quá. Được mấy cái Úc, mấy cái học trò. Cứ mấy con vậy ta ha. Cá sấu. Sấu, nhiều mà cá chứ. Tôi còn cá sấu à. Cái này ở đâu với học trò có Úc xanh kỳ cái xác. Rồi, hết lưới cả nhà ơi. Nay coi như là thất thu, lỗ đầu. Đêm nhưng mà nay không có tiền nhiều mọi người ơi. Thôi, cố gắng lên. Hẹn ngày mai, trời lại sáng. Rồi, giờ anh em mình về nha. Thôi giờ anh em mình về. Hẹn cả nhà vào những ngày tiếp theo anh em mình dính cá nhiều quay cho mọi người coi nha. Bây giờ Tùng xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn cả nhà mình xem hết video này. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye, tạm biệt mọi người.